Báo cáo về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Bổn cũ soạn lại. Vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo thường niên về tự do tôn giáo của 199 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Mặc dù có một số tiến bộ trong đánh giá tình hình tôn giáo ở Việt Nam, nhưng bản báo cáo vẫn còn nhiều nội dung thể hiện sự nhìn nhận phiến diện, thiếu khách quan, thiện chí. Báo cáo về tình hình tự do tôn giáo thế giới năm 2016 của Bộ Ngoại giao Mỹ có 29 trang nói về tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Trong đó ghi nhận Việt Nam đã có những cải thiện về tự do tôn giáo như Hiến pháp Việt Nam quy định tự do tín ngưỡng và tự do thờ phụng theo đức tin là quyền mà người dân được hưởng. Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo vào ngày 18 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 nhằm đảm bảo thực thi quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân trên thực tế. Tuy nhiên, trong báo cáo có những nội dung không đúng sự thật khi cho rằng Việt Nam tiếp tục kiểm soát, thậm chí triệt hạ những tổ chức tôn giáo không được sự chấp thuận của nhà nước. Báo cáo ghi nhiều tôn giáo lớn như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài đến các nhóm tin lành ở vùng sâu, vùng xa là đang là đối tượng bị nhà cầm quyền sách nhiễu, cấm đoán và các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và y tế của các nhóm tôn giáo được công nhận tiếp tục bị hạn chế. Viện dẫn một số người bị bắt do vi phạm luật pháp để cáo buộc vì lý do tôn giáo. Sở dĩ báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đánh giá sai lệch tình hình tôn giáo ở Việt Nam do nhiều nguyên nhân. Trong đó, họ bị chi phối bởi định kiến và sự khác biệt về quan điểm lịch sử, văn hóa đối với các sự việc liên quan tới tôn giáo ở Việt Nam. Để xây dựng báo cáo này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lấy thông tin bị xuyên tạc, bóp méo do một số tổ chức NGO, tổ chức phản động lưu vong, cá nhân bất mãn, chống đối trong nước.